Kim Vũ Thời báo chấm D xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Putin bối rối với cuộc chiến Ukraine. Nhật báo The Sun ngày 7 tháng 7 có bài Putin nghĩ rằng Nga sẽ chiếm Ukraine sau 3 ngày, nhưng sau 500 ngày ông hoàn toàn bối rối. Và đây là hình bài trên nhật báo The Sun. Thời báo chấm D dịch và giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Putin nghĩ rằng ông sẽ chiếm Ukraine trong 3 ngày. Bây giờ sau 500 ngày, kể từ cuộc xâm lược của mình, ông ta đang ở trong tình trạng hỗn loạn về quân sự, chính trị và kinh tế. Có thể nhà độc tài đã bị lừa bởi sự tự tin thái quá của các tướng dối trá của mình. Có thể đánh giá của chính ông ta chỉ đơn giản là loạn trí, giống như quan điểm của ông ta về lịch sử, coi Ukraine là bất hợp pháp. Nhưng quốc gia ngoan cường của Tổng thống Zelensky đã cầm chân các lực lượng được cho là hùng mạnh của Nga, giết chết hàng chục ngàn người, phá hủy một lượng lớn khí tài và đẩy họ vào thế rút lui. Người Ukraine đã bị tấn công tàn bạo, hãm hiếp và sát hại, các thành phố của họ bị san bằng và nhà cửa bị cướp phá. Nhưng họ và các lực lượng của họ đã đứng vững với lòng dũng cảm to lớn, cộng với sự giúp đỡ quan trọng từ phương Tây, về viện trợ, đạn dược và các hỗ trợ khác mà chúng ta phải duy trì cho đến khi Putin thất bại. Ukraine đang đấu tranh cho tự do của mình và cuối cùng là của phương Tây. Một chiến thắng lớn sẽ không dừng lại ở Kyiv. Cùng nhau, chúng ta quá mạnh để Nga có thể giành chiến thắng, bà Alaros thách thức khẳng định. Lúc đầu, chúng tôi không bao giờ dám hy vọng điều đó sẽ xảy ra. Trong 500 ngày, chủ nghĩa anh hùng của Ukraine đã thuyết phục chúng ta bằng cách khác. Có thể nói, mâu thuẫn giữa Nga và Ukraine có lịch sử lâu dài và liên quan đến các lực lượng thân Nga và chống Nga ở Ukraine. Mặc dù là một quốc gia độc lập, được công nhận từ năm 1991, nhưng với tư cách là một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, Ukraine đã bị giới lãnh đạo của Nga coi là một phần trong phạm vi ảnh hưởng của họ, và chủ quyền của Ukraine không được lớn hơn chủ quyền của các nước thành viên Hiệp ước Warsaw trước khi Liên Xô sụp đổ. Năm 2008, Putin đã lên tiếng phản đối việc Ukraine trở thành thành viên của NATO. Xung đột Nga và Ukraine bắt đầu xảy ra từ năm 2014, khi Nga sáp nhập Crimea và gây ra chiến tranh Donbass, đưa quân vào khu vực do Feli Khai kiểm soát. Và đây là hình Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau khi Tổng thống Ukraine thân Nga Viktor Yanukovych bị cách chức vào ngày 22 tháng 2 năm 2014, Hội đồng Liên bang Nga đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Tổng thống Nga Putin sử dụng lực lượng quân sự ở Ukraine. Sau nghị quyết này, Nga đã sáp nhập Crimea bằng một cuộc trưng cầu dân ý bị chỉ trích rộng rãi. Đến tháng 4 năm 2014, xung đột ở khu vực Donbass của Ukraine đã leo thang thành một cuộc chiến giữa chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga. Vào tháng 8 năm 2014, lực lượng quân sự Nga đã vượt qua biên giới ở một số địa điểm tại tỉnh Donetsk, làm gia tăng xung đột ở khu vực này. Vào tháng 7 năm 2021, Putin xuất bản một bài luận có tiêu đề về sự thống nhất lịch sử của người Nga và người Ukraine. Trong đó, ông khẳng định lại quan điểm của mình rằng người Nga và người Ukraine là một dân tộc. Nhà sử học người Mỹ Timothy Snyder đã mô tả những ý tưởng của Putin là chủ nghĩa đế quốc. Nhà báo người Anh Edward Lucas đã mô tả nó là chủ nghĩa xét lại lịch sử. Các nhà quan sát khác đã lưu ý rằng giới lãnh đạo Nga có một cái nhìn méo mó về Ukraine hiện đại và lịch sử của quốc gia này. Đến ngày 24 tháng 2 năm 2022, Liên bang Nga chính thức tấn công Ukraine trên toàn diện, bắt đầu cuộc chiến xâm lược Ukraine. Ở thời điểm này, sức mạnh quân sự của Nga được đánh giá là nghiền nát Ukraine và Putin tự tin sẽ chiến thắng trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy quân đội Nga chỉ có thể thể hiện sức mạnh của họ thông qua sự tàn bạo. Vũ khí và sức chiến đấu của họ đã cho thấy họ chỉ là con hổ giấy mà thôi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm D với bản tin
Putin bối rối với cuộc chiến Ukraine. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ, Thời báo chấm đề. Kim Vũ, Thời báo chấm đề xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tổng thống Biden cảnh báo Tập Cận Bình về mối quan ngại với Nga. Ngày 8 tháng 7, VOA tiếng Việt dẫn tin từ Reuters cho biết Biden cảnh báo Tập về đầu tư của phương Tây sau hội nghị với Putin. Theo đó, Tổng thống Joe Biden nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau hội nghị với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng hãy cẩn thận vì Bắc Kinh phụ thuộc vào đầu tư của phương Tây, theo trích đoạn một cuộc phỏng vấn với CNN. Và đây là hình bài trên VOA. Tôi nói, đây không phải là một lời đe dọa, đây là một sự quan sát, ông Biden nói. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, 600 tập đoàn Mỹ đã rút khỏi Nga. Và quý vị nói với tôi rằng, nền kinh tế của quý vị phụ thuộc vào đầu tư từ châu Âu và Mỹ. Và hãy cẩn thận, hãy cẩn thận. VOA cho biết, ông Putin và ông Tập đã tổ chức hai ngày hội đàm vào tháng 3 với những lời lẽ nồng ấm về tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Nga và cùng nhau chỉ trích phương Tây, nhưng không có dấu hiệu cho thấy một bước đột phá ngoại giao về Ukraine. Cuộc hội đàm này diễn ra vào ngày 21 tháng 3 nhân chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Moscow. Tại hội đàm này, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương và tuyên bố hai nước đang nhìn thấy những kết quả ban đầu. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga sẵn sàng giúp doanh nghiệp Trung Quốc thay thế các công ty phương Tây đã rời khỏi Nga vì xung đột Ukraine. Nga hy vọng Trung Quốc có thể dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo, nếu kết hợp tiềm năng của hai nước. Đồng thời, Nga cũng hy vọng xuất khẩu thực phẩm và dầu khí của Nga sang thị trường Trung Quốc, theo Sputnik. Cũng nhân cuộc gặp này, theo tin từ BBC ngày 21 tháng 3, Mỹ đã kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gây áp lực lên Tổng thống Putin về chấm dứt tiến hành các tội ác chiến tranh do Nga gây ra ở Ukraine. Theo đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc đã kêu gọi ông Tập hối thúc người đồng cấp Nga rút binh khỏi Ukraine. BBC cho biết, Trung Quốc đã công bố kế hoạch chấm dứt chiến tranh hồi tháng 2 năm 2023, bao gồm chấm dứt các hành động thù địch và nói lại các cuộc hòa đàm. Kế hoạch của Trung Quốc không cụ thể nêu rằng Nga phải rút quân khỏi Ukraine, vốn là điều kiện tiên quyết mà Kyiv khẳng định cho bất kỳ cuộc đàm phán nào. Và đây là hình BBC đưa tin Mỹ kêu gọi Tập Cận Bình gây áp lực với Putin nhân chuyến thăm của ông Tập đến Moscow. Thay vào đó, bản kế hoạch của Trung Quốc chỉ có nội dung tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia và đề cập thêm tất cả các bên phải có sự duy lý và tiến hành kiềm chế và giảm dần sự leo thang. Kế hoạch này cũng lên án việc sử dụng các lệnh trừng phạt đơn phương được xem là lời chỉ trích, ám chỉ đến các đồng minh phương Tây của Ukraine. VOA ngày 8 tháng 7 cho biết thêm, hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc cũng đã tham gia một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào ngày 4 tháng 7. Theo Reuters, đây là một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của các nhà lãnh đạo của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải do Ấn Độ chủ trì. Đây là lần đầu tiên ông Putin tham dự ở một sự kiện quốc tế kể từ khi ông dẹp tan cuộc binh biến của nhóm lính đánh thuê Wagner vào cuối tháng 6. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được thành lập vào năm 2001 bởi Trung Quốc và Nga, có 8 thành viên và là một nhóm chính trị và an ninh tìm cách chống lại ảnh hưởng của phương Tây ở Âu Á. Theo VOA, đang có căng thẳng gia tăng và sự bi quan trong mối quan hệ Mỹ-Trung về các vấn đề an ninh quốc gia, bao gồm Đài Loan, cuộc chiến của Nga ở Ukraine, việc Mỹ cấm xuất khẩu ngày càng nhiều các công nghệ tiên tiến và các chính sách công nghiệp do nhà nước dẫn dắt của Trung Quốc. VOA dẫn lời ông Biden nói về phản ứng của ông Tập. Ông ấy lắng nghe
và ông ấy không tranh luận. Và nếu bạn để ý, ông ấy không ngã hẳn về phía Nga. Vì vậy, tôi nghĩ cách để chúng ta có thể xử lý được. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tuyến của Kim Vũ Thời báo chấm D với bản tin Tổng thống Biden cảnh báo Tập Cận Bình về mối quan hệ với Nga. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ, Thời báo chấm D.